xin kính chào quý vị và các bạn xin chúc cả nhà một ngày mới bình an hạnh phúc hôm nay mình tiếp tục cập nhật những cái tin tức là 12 tiểu bang sẽ có hỗ trợ mua sắm 14.000 đồng phát thẻ đi chợ 1.200 lần thứ hai trợ giúp tiền thuê nhà lên đến 7.000 đồng hỗ trợ tiền sửa nhà 10.000 đồng cho mỗi hộ gia đình chương trình 500 đồng giúp trả tiền điện đã có nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích vui lòng đăng ký, nhấn like, bình luận và chia sẻ video nha. Tại tiểu bang California, thành phố Redlands đang có chương trình tặng những cái thẻ đi chợ 100 đồng mỗi tháng liên tục 12 tháng cho cư dân đủ điều kiện. Đây là lần thứ hai họ tặng những cái thẻ đi chợ này. Tất cả các đơn sẽ bắt đầu được nộp từ tháng 2 2024 và thành phố sẽ tiếp tục nhận đơn cho đến hết ngày 20 tây tháng 12 2024. Để đủ điều kiện thì các bạn phải là cư dân của thành phố Redlands và có thu nhập hộ gia đình dưới 65.880 đồng mỗi năm hoặc là đang nhận những cái chương trình hỗ trợ của chính phủ như là chương trình chip à, bảo hiểm sức khỏe trẻ em Medicare Medicaid Chương trình 10 chương trình Snap, hoặc là chương trình Quick, hoặc là chương trình Live Mỗi hộ gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được một cái thẻ đi chợ 100 đồng mỗi tháng và kéo dài liên tục cho suốt 12 tháng, tức là khoảng 1.200 đồng cho một năm. Quý vị và các bạn có thể đăng ký theo đường click ở dưới này hoặc là trên trang website của cdofredclines.gov sau khi điền tất cả những cái thông tin cần thiết rồi thì quý vị bấm submit trên trang này nếu như quý vị đủ điều kiện thì sẽ tự động nhận được những cái thẻ 100 đồng đi chợ mỗi tháng này được gửi qua đường bưu điện về nhà cho quý vị hoặc là quý vị và các bạn có thể gọi về số điện thoại 909 798 7565 để biết thêm chi tiết về điền đơn nộp đơn nha. Đối với tiểu bang Georgia thì cư dân ở Atlanta có thu nhập thấp có thể nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 7.000 đô la theo sáng kiến ngăn ngừa trục xuất mới của thành phố triển khai với tổ chức phi lợi nhuận StarC được hỗ trợ 2 triệu đô la. Chương trình này dành cho những người nộp đơn có cái thu nhập 60% mức nghèo liên bang trong khu vực, tức là khoảng 58.000 đô la đối với một gia đình 4 người. Người nộp đơn không nên đợi cho đến khi có thông báo trục xuất hoặc là có cái nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà mới nộp đơn hoặc là thậm chí chờ đến khi mà họ thiếu tiền trả tiền thuê nhà thì mới nghĩ đến việc nộp đơn thì tiểu bang Georgia khuyến khích là những người có cái nguy cơ thiếu thốn về tiền thuê nhà nên nộp đơn trước khi cái tình trạng mà hết tiền thuê nhà xảy ra. Kiểu ban sẽ chi trả và hỗ trợ tiền thuê nhà trong các cái trường hợp khi mà quý vị mất việc làm hoặc là bị giảm giờ làm hoặc có những cái vấn đề liên quan trong cuộc sống ảnh hưởng đến công ăn việc làm như là về sức khỏe, về hư xe không có phương tiện đi lại ảnh hưởng đến công ăn việc làm liên quan đến thu nhập. Người nộp đơn sẽ cung cấp tất cả những cái giấy tờ thông tin cần thiết như là ID, số SSN và khai sinh của những trẻ em trong gia đình thu nhập hiện tại. Không những vậy, chương trình vẫn hỗ trợ cho những quý vị nào đang nhận những chương trình housing voucher hoặc là được trợ cấp thêm tiền nhà của chính phủ. Ví dụ như quý vị nhận được housing voucher 8, quý vị phải chỉ trả có 300 tiền thuê nhà của mình. Thì khi quý vị đăng ký chương trình này, chương trình sẽ hỗ trợ chi trả 300 phần tiền còn lại của quý vị cho chủ nhà luôn. Các đối tượng cha mẹ phụ huynh của học sinh trong chương trình APS hoặc là những người lớn từ 18 đến 25 tuổi và những người cao niên 65 tuổi trở lên sẽ được ưu tiên giải quyết trước. Còn đối với tất cả những người có thu nhập dưới hoặc là bằng 60% thu nhập trong khu vực thì vẫn đủ điều kiện để nộp đơn nhận hỗ trợ của chương trình này. Quý vị có thể vào cái đường link ở dưới này để điền đơn hoặc là quý vị có thể vào trang website của archi.gov để điền đơn nộp đơn. Ngoài ra nếu như quý vị không thể điền đơn nộp đơn online được, quý vị có thể đến những cái địa chỉ được liệt kê ở trên này để mình có thể điền đơn nộp đơn trực tiếp tại văn phòng. Đối với tiểu bang Virginia, thành phố Charlottesville đang tìm cách mở rộng chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà cho người cao tuổi 65 tuổi và người khuyết tật có thu nhập thấp. Các hộ gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được những cái tấm check từ thành phố để hỗ trợ tiền thuê nhà. Những người có tiền thuê nhà cao hơn mức trần vẫn đủ điều kiện, nhưng những cái khoản hỗ trợ của thành phố sẽ dựa trên mức tiền thuê tối đa được chương trình cho phép, chứ không phải tiền thuê thực tế của họ. Mỗi hộ gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được hỗ trợ 1.500 cho đến 2.000 đồng một năm đơn sẽ bắt đầu được nộp từ ngày 1 tây tháng 3 cho đến 1 tây tháng 5 2024 à, quý vị có thể nộp đơn trên cái trang website hoặc là có thể đến những cái địa chỉ Commissioner Revenue Office 100 Fifth Street Downtown Mall, hoặc là quý vị có thể gọi về số điện thoại 4349703160 Ngoài ra thì thời gian đăng ký chương trình hỗ trợ cho chủ nhà đã hết nhưng sẽ mở lại vào tháng 7 vào cái trang website này nha. charlotteviews.gov rent relief để quý vị có thể đăng ký điền đơn nộp đơn ở trên này ha. Quý vị có bất cứ thắc mắc sẽ gọi về số 434 970 3160 hoặc là email về cái email này nếu như cần thiết đối với tiểu bang Alabama, quận Jefferson đã bắt đầu lại việc nhận đơn đăng ký cho chương trình hỗ trợ thuê nhà khẩn cấp do COVID-19 vào thứ Năm ngày 5 tây tháng 4 2024 để hỗ trợ ngắn hạn về tiền thuê nhà cùng với các cái chi phí điện nước cho những người thuê nhà có thu nhập thấp. Chương trình này đã bị tạm dừng vào năm 2023 và bây giờ đã quay trở lại để hỗ trợ cho những cái người thu nhập thấp. Trong lần hỗ trợ vừa qua thì tiểu bang đã hỗ trợ lên đến 12 tháng cho những người đủ điều kiện để chi trả tiền thuê nhà. Để đủ điều kiện thì quý vị phải sống ở thành phố Jefferson, Alabama và có thu nhập 80% mức nghèo trong khu vực. đang trong tình trạng gặp khó khăn về tài chính để chi trả cho tiền thuê nhà vào cái đường link ở đây để mình đăng ký đơn nha. Đây là trang website chính thức của tiểu bang Alabama. Trong đây có cái phần hỗ trợ cho người đi thuê nhà và cái phần hỗ trợ cho người làm chủ nhà. Quý vị chọn lựa cái nào thích hợp với mình thì quý vị tiếp tục xem để điền đơn, nộp đơn tại đây. Chương trình hỗ trợ năng lượng làm mát mùa hè của tiểu bang Georgia là chương trình lifeiff mỗi năm hỗ trợ một lần đang nhận đơn cho cư dân Georgia có thu nhập thấp cho người già và người khuyết tật ở các cái quận Decaf, Winnes, Crockdale, Newton, Watton County. Thời gian đăng ký vào ngày 1 tháng 4, 2024 là dành cho những cư dân 65 tuổi trở lên hoặc là những người phải ở nhà vì lý do y tế sức khỏe. Còn tất cả những cái cư dân, hộ gia đình, lôi công khác đủ điều kiện có thể bắt đầu được nộp đơn từ ngày 1 tây tháng 5 2024. Để đủ điều kiện thì hộ gia đình một người phải có cái thu nhập là 29.713 đồng, hộ hai người thì phải có 38.856 đồng và hộ gia đình 5 người thu nhập phải dưới 66.284 đồng. À, quý vị cũng có thể gọi về số điện thoại 470-299-0341. Đối với tiểu bang Florida, chương trình hỗ trợ năng lượng tại nhà dành cho người cao tuổi gọi là e -hip một cái chương trình được liên bang tài trợ 100% hộ gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được hỗ trợ thanh toán những cái hóa đơn năng lượng bao gồm trả trước cho hóa đơn tiền ga, tiền điện, mua chăn, máy lạnh, máy sưởi, quạt, sửa chữa các cái thiết bị sưởi ấm làm mát, hiện có thanh toán cho chủ nhà khi chi phí điện bao gồm trong tiền thuê nhà. Người đủ điều kiện nộp đơn phải là từ 60 tuổi trở lên và À, cư trú tại một ngôi nhà nằm trong các cái quận như là Orange, Osceola, Rivard hoặc là Semino. Hóa đơn năng lượng không nhất thiết phải đứng tên người cao tuổi, nhưng người cao tuổi sẽ cần cung cấp bằng chứng về nơi cư trú, chẳng hạn như là, là bằng lái xe hoặc giấy tờ tùy thân khác. Người nộp đơn là cao niên 60 tuổi trở lên bản thân mình hoặc là một trong những người trong gia đình đang nhận các cái chương trình hỗ trợ của chính phủ như là Medicaid, Medicare, SNAP, SSI hoặc là chương trình TANF, f WIC thì cần cung cấp thêm giấy tờ về các cái chương trình phúc lợi đang được nhận này. Ngoài ra, trên đây là danh sách của một số những cái địa chỉ để cho quý vị cao niên có thể liên hệ với các cái trung tâm gần nhà mình. Đối với chương trình tiết kiệm năng lượng gia đình do Liên bang Tài trợ, chương trình khuyến khích mới sẽ giúp chi trả cho việc nâng cấp hệ thống điện và thay thế các cái thiết bị trong gia đình tiết kiệm năng lượng dành cho các cái hộ gia đình có thu nhập thấp đến trung bình. New York là tiểu bang đầu tiên được phê duyệt và sẽ nhận được 158 triệu đô la cho chương trình hỗ trợ thay thế các cái thiết bị tiết kiệm năng lượng mới trong gia đình và hệ thống điện. Tiếp theo sau là các cái tiểu bang Arizona, California, Colorado, Georgia, Hawaii, Indiana, Minnesota, New Hampshire, New Mexico, Oregon và Washington sẽ sớm nhận được ngân sách cho tiểu bang của mình. Ngoài ra thì Wisconsin cũng đang chờ cái số tiền hỗ trợ này. Số tiền nhận được hỗ trợ sẽ thay đổi tùy theo việc nâng cấp, thu nhập và các cái loại hộ gia đình. Các cái hộ gia đình có thu nhập dưới 80% thu nhập trung bình của khu vực có thể nhận được 100% hỗ trợ lên đến 14.000 đô la. Các hộ gia đình có thu nhập từ 80% đến 150% thu nhập trong khu vực thì sẽ đủ điều kiện nhận được hỗ trợ 50% của chương trình tương đương với 7.000 đô la. Chương trình của New York ban đầu sẽ tập trung vào các hộ gia đình có thu nhập thấp để đảm bảo hỗ trợ cho các cái gia đình cần được thay thế liền. Chương trình sẽ cung cấp tới 14.000 đô la cho mỗi hộ gia đình để nâng cấp như là máy bơm nhiệt, tiết kiệm năng lượng, để sưởi ấm và làm mát, máy lạnh, máy nước nóng, máy cách nhiệt trong nhà và bịch kính không khí, cũng như các cái việc nâng cấp các cái thiết bị nấu ăn bằng bếp điện, các loại máy giặt, máy sấy bằng điện tiết kiệm năng lượng nhằm cải thiện không khí và sức khỏe cho gia đình chương trình sẽ được thực hiện và áp dụng trên nhiều tiểu bang vào mùa hè năm 2024. Đối với tiểu bang Florida đang cung cấp cho các cái chủ nhà đủ điều kiện dịch vụ kiểm tra nhà miễn phí để biết được cái mức độ sẵn sàng bảo vệ căn nhà trước cơn bão, giúp giảm thiểu ảnh hưởng hư hại trước những cơn gió bão như là kịp thời lợp lại mái nhà hoặc các cái cửa trong ngoài nhà, cửa gara và phía bên ngoài nhà được tốt hơn nhằm chống được gió bão sắp tới. Những chủ nhà nhận được kiểm tra có thể nộp đơn xin hỗ trợ để giúp thanh toán các cái thay thế được đề nghị và tiểu bang sẽ hỗ trợ 2 đô la cho mỗi đô la mà chủ nhà chi tiêu sửa nhà. Mức tối đa được nhận hỗ trợ là 10.000 đô la. Bất kỳ chủ nhà nào đã được kiểm tra đều có thể nộp đơn xin trợ cấp và những chủ nhà có thu nhập thấp đáp ứng các cái tiêu chuẩn này thì sẽ không bắt buộc phải chi tiêu những cái số tiền tương ứng để nhận được hỗ trợ. Thời gian để quý vị 60 tuổi hoặc là dưới 60 tuổi. Với thu nhập thấp và thu nhập trung bình sẽ có những cái ngày đăng ký khác nhau. Nộp đơn cho chương trình hỗ trợ 10.000 tiền sửa nhà này như sau: Vào ngày 1 tây cho đến ngày 15 tây tháng 7 2024 là dành cho chủ nhà đủ điều kiện thu nhập thấp, 60 tuổi trở lên. Từ ngày 16 tây đến 30 tây tháng 7 là dành cho chủ nhà đủ điều kiện thu nhập thấp dưới 60 tuổi. Từ ngày 31 tháng 7 cho đến 14 tây tháng 8 là dành cho quý vị cao niên có thu nhập trung bình. Từ 60 tuổi trở lên, ngày 15 tây cho đến 30 tháng 8 dành cho chủ nhà đủ điều kiện có thu nhập trung bình dưới 60 tuổi. Ngày 31 tây tháng 8 trở đi là bất kỳ chủ nhà nào ở Florida ở mọi lứa tuổi và mọi thu nhập có thể đăng ký vào ngày này. Theo thông báo của chương trình thì người có thu nhập thấp có nghĩa là họ sống trong một hộ gia đình có thu nhập bằng hoặc ít hơn 80% mức thu nhập trung bình của các hộ gia đình trong quận. Người có thu nhập trung bình có nghĩa là họ sống trong một hộ gia đình có thu nhập ít hơn hoặc bằng 120% mức thu nhập trung bình trong khu vực. Ngoài ra quý vị có thể vào trang website của Florida để đăng ký trực tiếp vào ngày 1 tây tháng 7 trở đi. Và đây là cái bảng thu nhập mức nghèo liên bang từ 30% cho đến 140% tại Florida để quý vị có thể tham khảo cho hộ gia đình của mình. Một lần nữa nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích Vui lòng đăng ký, nhấn like, bình luận và chia sẻ video nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.